Bạch Lộc chịu đựng lép về trước nhan sắc đỉnh chóp của Nhiệt Ba. Sau thời gian dài im ắng thì gần đây, gia nam thần mỹ nữ si biết đã bắt đầu trở lại với những hoạt động sự kiện. Chẳng thế mà cộng đồng mạng hôm qua ngập trong ảnh mới của Dương Mịch, Nhiệt Ba và Lộc Hàm. Ngoài ra loạt ảnh leak từ phim trường cũng thú vị không kém, khi có cảnh đại hôn của Hứa Khải, cảnh điểm trong Lạc Du Nguyên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Dương Mịch, Nhiệt Ba đạo sắc, Bạch Lộc khoe góc nghiêng cực phẩm trước biển. Tối qua loạt ảnh dự sự kiện của Dương Mịch và Nhiệt Ba đã khuấy đảo mạng xã hội. Xuất hiện trong bộ đầm hồng phấn nhẹ nhàng, Dương Mịch trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô nàng còn tạo dáng bên hoa, khoe nhan sắc xinh đẹp cuốn hút. Phải nói là đã khá lâu rồi Dương Mịch mới trở lại làm thục nữ như thế này, khiến chúng tôi mê mẩn với bộ ảnh mới của cô nàng. Cũng khoe nét nữ tính như đàn chị, Nhiệt Ba hôm qua diện đầm trắng có thiết kế tinh tế giúp mỹ nữ Tân Cương khoe được tấm lưng trần gợi cảm. Bộ ảnh dường như mang màu sắc hơi cổ điển, càng làm cho nét đẹp của Nhiệt Ba thêm trầm ấm và ấn tượng hơn. Bạch Lộc hôm qua cũng có loạt ảnh mới khoe sắc nền nã trước biển, cơ nàng chọn góc chụp nghiêng, khoe nhan sắc cực phẩm của mình. Với vẻ ngoài xinh đẹp có sẵn, Bạch Lộc dù là chụp với concept nào cũng dễ dàng chinh phục được công chúng. Đã khá lâu rồi Lộc Hàm không tham dự các sự kiện, gần nhất có lẽ là vì nhân dịp sinh nhật nên nam idol xuất hiện một chút. Không còn giữ phong cách lịch lãm, Lộc Hàm diện đồ thoải mái hơn khi tham gia sự kiện. Anh chàng làm chúng tôi phải choáng ngợp bởi dù đã ngoài 30 nhưng trông chẳng khác gì mới hơn 20 tuổi. Chị Lộ Tư tuy không dự sự kiện nhưng lại đăng ảnh trên tiểu hồng thư. Diện áo ngắn tay kết hợp cùng quần dài, nàng bạch phong tịnh dù đơn giản nhưng lại khiến fan hổ hét bởi thân hình quá ư là chuẩn mực. Nhìn cơ tay của cô nàng thì biết, chị Lộ Tư dạo gần đây chắc cũng chăm tập luyện nằm đây. Ngoài ra hôm nay còn có loạt ảnh tình bể bình của nam nữ chính Trúc Khánh Hảo, Viên Băng Nghiên và chị Nghiệp Thành. Cả hai đã có bộ ảnh hiện đại, quần quýt bên nhau cực ngọt ngào. Dù không phải trên phim nhưng chúng tôi thấy đôi này ngoài đời cũng có chemistry đỉnh không kém. Nếu còn hợp tác thêm một bộ hiện đại nữa, chắc hay phải biết. Ảnh đại hôn của Hứa Khải cảnh điểm, Viên Băng Nghiên và Bành Tiểu Nhiễn trên phim trường. Lạc Du Nguyên đã quay được một khoảng thời gian. Gần nhất blogger đã đăng tải loạt ảnh từ bộ phim này, cho thấy cảnh điểm và Hứa Khải đang quay tới cảnh đại hôn. Cả hai diện hồng y hòa tân nương tân nương. Dù chưa có tương tác gì nhiều, nhưng nhìn trai xinh gái đẹp ở chung một chỗ cũng thực sự đã mắt. Bành Tiểu Nhiễm hiện đang quay bộ phim Họa Mi với Lưu Học Nghĩa. Xuất hiện với tạo hình dân quốc, nàng tiểu phong của Đông Cung năm nào gây ấn tượng với ánh mắt cương nghị, thần thái có phần rất nghiêm túc, dường như đang trong một cảnh chiến đấu. Hy vọng sự đổi mới trong vai diễn, Bành Tiểu Nhiễm sẽ mang đến bất ngờ nhiều hơn cho người xem ở Họa Mi. Bộ phim Trúc Khánh Hảo của Viên Băng Nghiên lên sóng thu được kết quả không tồi, chiếu liên tiếp 10 ngày và kết thúc chóng vánh, song bộ phim vẫn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Gần nhất blogger chia sẻ loạt ảnh của Viên Băng Nghiên trên phim trường, cho thấy cô nàng vẫn xinh đẹp ấn tượng dù chỉ là ảnh chụp hậu trường. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.